Ôi, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube Xanh Long AOE. Hôm nay chúng ta sẽ đến một kèo solo AC đánh đủ 5 trận game thủ Xanh Long và game thủ Tín Hiệp Vô. Mỗi trận thắng sẽ từ 100 nhân dân tệ. Đủ 5 trận AC. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu đầu tiên. Vâng, trận thi đấu đầu tiên, màn hình máy của Xanh Long, góc 9 giờ. Mỗi trận thắng sẽ từ 100 nhân dân tệ và đánh đủ 5 trận, tức là vâng số tiền mà lớn nhất một game thủ có thể nhận được đó là 500. Vâng, đánh 5 trận mà thắng cả năm thì được 500. Những kèo thi đấu này thì sẽ không tránh tình trạng mà đó là một game thủ họ thắng 3 trận rồi, họ chắc chắn thắng rồi, hai trận cuối họ đánh vớ vẩn. Thua thì họ cũng chắc thắng, nhưng mà đánh theo cái thể thức đó là 100 tệ một trận thắng, thì khi mà một game thủ họ có thắng 3-0 hay là 3-1 rồi thì những trận thi đấu còn lại họ vẫn có vâng cái động lực để mà thi đấu tiếp, khi mà vâng động lực là tiền. Trở lại với trận thi đấu đầu tiên này, Sĩ Long gặp một map mà quá đẹp về gì gỗ đầu hiệu gần quả đầu sáu của bầy yêu, chính xác là voi gần của bầy yêu đằng sau cánh rừng, những cánh rừng vây quanh nhà Tráng Long, một con voi rất gần với cả Sen Long, thêm voi và thêm quả phụ đôi voi nữa, quá ngon rồi. Đi một vòng đã đất và đã đủ đồ, đúng là góc 9 giờ có khác, góc 9 giờ thì thường đỏ, anh em thấy thế không ạ? Pha cầu voi của Tráng Long, những pha cầu voi của Tráng Long thật sự không an toàn. Đúng là map mà quá dễ chơi rồi, một vòng đủ đồ chi ngon, ta cũng không có gì để mà bàn quá nhiều cả, quan trọng nhất là xem Tráng Long ép như thế nào thôi. Đối chơi Tráng Long có lẽ vẫn là bài cơ bản, 27 dân cộng 1, thậm chí là đánh bài gia phả của Tráng Long 28 dân cộng 1 và kích cuối 10 lên đời đánh 5A. Rồi, cầu voi nhìn xin xò biết đấy, không đùa được đâu. Khi đã đụng đến tiền thì Tráng Long có bao giờ ông bỏ lỡ đâu mà. Tất nhiên có nhiều kèo mà Tráng Long vâng kèo to quá Tráng Long không còn là chính mình thôi. Cũng rất nhiều kèo mà Tín Hiệp Vô thua mang tiếng kèo to vậy chứ, nhà bếp thứ hai để mà ăn cả hiêu luôn. Soi tham à, đến như Vũ mới có 20, Tráng Long 21, vậy Vũ khả năng cao chậm mà chắc chưa đến một dân đâu, chắc có lẽ tìm ra quả muộn đồ lùa về không có chẳng hạn. Thao tác thì cực kỳ mượt dành cho Tráng Long, muốn đụng đến cái gì đến tiền thì không phải nhanh lắm. S3 ở đây vậy, thứ ba là cùng một cánh rừng với cả chiếc nhà bếp thứ hai. BB đã chốt ở giữa cánh rừng thông và cánh rừng dương và 27 dân của Tráng Long cơ bản rồi. Điểm số của Tín Hiệp Vô đang cao, cũng có đi dâng đi dùng gì không,
27 dần 28%. 28% dành cho game thủ tin nhiệm vụ. Rất có thể là Vũ bài đi dâng A. Còn Xen Long dò cực kỳ ít. BM và đây là BA. Vâng, Vũ có 2-3 luôn. Hóa ra nghiệt. Hóa ra tin nhiệm vụ nghiệt chứ không phải là bài tin nhiệm vụ đi dâng A. Chúng ta hãy cùng xem bản đồ. Ui, Xen Long ra còn 2 voi nữa cơ. Vũ thì ăn một bãi quả quá xa. Quả đầu đúng là tìm ra muộn. Không có đồ lùa thật. Một map mà... Vâng, nghiệt dành cho tin nhiệm vụ. Xen thảo là Xen Long thì quá đẹp, một vòng đủ đồ. Minh Long lên đời thì căng. Tỷ số đã được mở dành cho game thủ Xen Long. Chúng ta chờ đợi trận đấu thứ hai. 1-0 dành cho A Long. Quá dễ chơi và dễ trúng thưởng. 100 tệ đút túi. Còn đã bắn nhau đâu. Sườn. Vâng, trận đấu thứ hai. Xen Long trên con đường chinh phục 500 dân tệ của mình. Trận đấu thứ hai, Xen Long và Tiến Như Vũ. Rồi, quả đầu ở đây. Hiệu đã có rồi, hiệu 7, quả 7. À, Ken một cây gỗ đi, đóng BG cho thoải mái nào. Gỗ đầu hơi hơi xa. Hơi hơi thôi. Thoải mái mà chơi. Rất mong anh em lại cho tân like nhá. Anh em like đi. Trận thi đấu mà các game thủ họ sát phạt nhau như thế này thì đáng xem. Mặc dù là con 5 trận thôi. Đánh AC. Quả phụ dành cho Xen Long. Xen Long đang vào dây đỏ. Xen Long đang vào cái dây đỏ. Trận trước cũng vậy, trận này khả năng cao cũng vậy. Nếu một đồ nữa thôi, xử lý bầy yêu đã. Một bầy yêu 7. Quả đầu 7, yêu 7. Gỗ đầu hơi hơi xấu một tí. Chính xác gỗ đầu thật ra không xấu. Hơi hơi xa một tí. Nhai tốt. Tí để đi tìm ra ngoài con xe giò để đi tìm ra một bầy yêu nữa. Là ngon. Tập trung cho anh Xen Long anh ý lĩnh tiền. Người đánh hay thì gặp may. Những người cứ bảo đỏ ăn tất thì chả thấy anh đỏ bao giờ. Thế mới dị chị. Ở đây thêm hai voi đằng xa xa nha. Hai voi đằng xa xa gần giữa bản đồ cơ. Con xe giò tìm ra hai voi. Có vẻ như rừng Xen Long cũng xa. Lên ăn hai voi xong đóng A cao lên cũng được. Xe giò sẽ đi tìm nhà tín vũ. Tầm này xe giò đẩy vào các góc thôi. 12 giờ xong đâm xuống 9 giờ không? Em nghĩ là như vậy. Cánh rừng không đẹp của Xen Long. Đây là ép đầu. Nhiều đầu vẫn đang được Xen Long tỉ mỉ đưa về. Trận đầu thì như vũ đen, trận đầu thứ hai này của anh có đỏ không? Hay là sau một đám ma, cái đám 49 ngày để chịu. Trận trước thì như vũ đã đen rồi, trận thi đấu thứ hai thì liệu vũ có cân bằng đút túi 100 tệ hay không? Nếu đây là kèo 100 tệ một trận. Không có chuyện là các game thủ sẽ nhường nhịn nhau để mà đánh nhiều. Bình thường thắng là được, thua được ít hơn. Rồi, có lẽ là đưa dân ra ăn hai con voi thôi. Đưa dân ra ăn hai con voi. Tí tiện thể đóng A luôn để cho hai con voi đấy. Đóng A cao lên. Tí như vũ thì không phải ở góc 9 giờ rồi. Góc 12 giờ không. Đẩy thêm một con xe giò lên để mà tìm.
Không có đi, chắc ở 3 giờ rồi. Đời bà 26 dân của Tranh Long, 80. Ngớ mặt. Tìm hai con voi này. Bây giờ 7, một bãi quà đầu 7. Quà phu là quà 6, tìm hai voi. Đánh bà 26 dân cộng 1. Rất tiếc là không có đẹp về thế. Mình cái cánh rừng xa. Hai mươi tám dân của Vũ hình như không phải ở vị trí góc 12 giờ. Xe giò Tranh Long thì đâm không vào được góc 3 giờ, thứ nhà Long vào, rất có thể đó là một con vực. Và không có đường vào từ hướng nhà Tranh Long lên. Vũ ở 3 giờ rồi. Mười 36 với 27 dân. Trận này hứa hẹn xô sát đây. Tranh Long là bài mà lên ôn. Liệu có đưa về thế trận quản bản đồ hay không? Từ nhà Tranh Long lên vị trí góc 3 giờ kia là một con vực. Nó kín mít luôn rồi. Có lẽ phải đi vòng. Con xe giò đã... Đây rồi, xe giò mất bóng. Cái nhà bé giữa sắp mê bản đồ. Sắp mê bản đồ của hiến thủ Thiên Như Vũ. Đấy, đó là vị trí mà Tranh Long sẽ khai thác vào. Gần như là từ hướng nhà 6 giờ lên là không có đường vào. Tranh Long lên đời sớm hơn hẳn. Vũ đánh 28 dân lên đời. Lên đời sau. Đừng quá gớm mặt dành cho Long. Bốn nhà thôi, đơn giản để là bài. Và anh không có quá nhiều đồ ăn. Cầu thêm con voi này về. Lợi thế của Tranh Long là đời sớm hơn hẳn so với game thủ Thiên Như Vũ. Vũ ấy đời muộn lắm. Vũ ấy đời muộn lắm. Quan trọng con vực này thì là sắp mấy bản đồ kia vào được không nhỉ? Là chỗ sát mấy bản đồ không vào được, cánh rừng luôn ạ. Kín vậy sao? Đúng là từ hướng nhà Tranh Long lên, từ hướng nhà Tranh Long lên là một con vực, một cánh rừng già bò tự nhiên nhà Tiến Vũ lại luôn. Và con vực này nó vẫn chưa kết thúc. Uầy, kín đến như vậy ư? Có đúng một đường vào thôi. Map quá dị dành cho game thủ Tiến Vũ. Tranh Long bình tĩnh kích chỗ hai. Một map quá dị, map không lối thoát. Có đúng một đường thôi. Ví như Vũ có dân bên ngoài, như vậy Vũ đóng Nga ngoài. Vũ đóng Nga ở bên ngoài. Vậy ở trong cái hốc 3 giờ đó thì không có đủ đồ ăn, Vũ phải nhòi ra ngoài. Và đó thì do tại sao anh đời đời muộn như vậy. Vũ đã có cung để đi ngoái Tranh Long rồi. Tranh Long thì đang khai thác vào vâng cái dãy hàng nghe kia của game thủ Thế Như Vũ. Vì đó là cái đường vào duy nhất vào trong góc 3 giờ nhà Tiến Như Vũ thôi. Tranh Long ở nhà ấy đã bị quấy ruộng, chết hai dân đến từ game thủ Tranh Long. Vũ cũng đang thể hiện sự chịu của mình. Long thì chưa vào được, vui rồi, một BB, một BC ở trong. Bốn con cung đờ này bắn gãy tên mới vào. Map dị quá. Map này chúng ta liên tưởng đến một map thi đấu mà Hồng Anh đã từng gặp. Đó là Yamato ở trên đỉnh 12 giờ không lối thoát như thế này. Map dị. Map dị nhân.
32 của game thủ Tranh Long. Để nhớ là game thủ Tiến Vũ ở trong cái góc kia, rất có thể nó rộng như thế thì rất có thể đã có những nhà chính mới vẽ ruộng nhoe nhoét rồi. Nhà nó bên ngoài, Tranh Long nó đốt nhà trước, rất bình tĩnh dành cho Tranh Long. Nếu có thể trận này sẽ đánh về thì lâu dài là Tranh Long không ổn. Anh muốn đánh nhanh, ép bộ bài lên sớm, nhưng gậy không công được. Có thể đánh về thế dài rồi, nhưng có vào được nhà Tĩnh Như Vũ đâu. Không vào được nhà Tĩnh Như Vũ, có đốt hết A ở đây thì ông cũng đóng A tại ở trong đấy thôi. Map dị quá. Map này thì em chưa gặp bao giờ. Gặp một map mà nó không lối thoát, nó cũng không đủ đồ để mà kích lên đời 2 ấy. Đã từng gặp một map như vậy rồi. Còn cái map này nó vẫn có lối thoát. Lối đó được bịt kín bằng chỉ tầm 2 ngày là kín cái lối đó thôi. Tốt hết A của game thủ Tiến Như Vũ đi. Vũ đang cố gắng ngoáy Tranh Long. Bốn con cùng R kia vẫn đang miệt mài, con ong chăm chỉ đứng đốt một BC của game thủ Tiến Như Vũ. Vũ đang, vâng, Tranh Long đang cố gắng về tránh Tiến Như Vũ sồ thẳng vào ruộng anh tơ thứ hai. Vâng, vẽ ruộng cơ cấu đẹp và bị sồ vào cực kỳ đau. Chỉ khoảng 5 con cùng R này thôi, 5 con cung R này đổi được bao nhiêu dân à? Con cung R này thì không có đường chạy ra ngoài nữa rồi. Có vẻ như đổi 3 dân đến 5 cung. Lãi chứ. Quay ra đốt A tiếp anh. Nói lại câu chuyện Tĩnh Vũ có cơ sở bên ngoài hay không, hay chỉ là co cụm. Đánh như thế co cụm thôi. Chắc là phải có cơ sở bên ngoài, Tranh Long chưa tay đi mà tìm thôi. Em nghĩ ở trong cái hốc đó làm gì đủ đồ để mà, vâng, Tĩnh Như Vũ cơ cấu lên đời, chắc phải nhoi ra ngoài đi tìm đồ ăn ở bên ngoài. Tranh Long chưa nghĩ đến việc mà anh, vâng, đi tìm cơ sở bên ngoài của game thủ Tĩnh Như Vũ. Vâng, bốn con cùng R trong cái turn đầu, 45 dân của game thủ Tĩnh Như Vũ và 40 dân của Tranh Long. Bốn con cung R ở thời điểm ban đầu của Tranh Long trực chờ ở ngoài này hết, không có chuyện là Vũ kéo được dân về hay là Vũ nhoi được cái gì ra. Vũ cũng đã đóng A ở bên trong, tụ rất nhiều quân thủ từ bên trong bắn ra bên ngoài. Đơn này thì Tranh Long lại không có thì có vào được không, anh có số lượng nhưng lại không có phần diện tích để mà điều cung. Là những cái con cung R của anh nó đập mặt vào nhau bắn, dù cũng đã có gỗ 2. Vũ thì cái pha mà Vũ rất dễ chốt nhà để mà cản Tranh Long thôi, không vào được, xác định đánh đua rồi. Đã đóng BC dành cho game thủ Tranh Long, 268 thì đây có BG này anh ơi, BG bên ngoài này đây, hai thằng dân nó bắn đi anh ơi. Em biết tận trận này Tranh Long sẽ 4A từ đầu đến cuối thôi và xác định sẽ đua đánh đời 4. Phải có những cái con ca thì mới giải quyết được nhau. Tranh Long bây giờ sẽ nghĩ đến việc mà anh đi quản, đi tìm các đồ ăn ở các cơ sở bên ngoài của game thủ Tĩnh Như Vũ. Một tên là Vũ nhoi ra ngoài, tên này là những cái con cùng R mới ở bên trong, bây giờ đẩy ra bên ngoài, những cái số lượng không quá nhiều. Và em nghĩ là anh Tranh Long vác dân lên chốt cái BB ở đây, không cho Vũ nhoi ra ngoài, nhốt Tĩnh Như Vũ ở góc 3 giờ được đấy. Bùng những nhà trình mới dành cho Tranh Long, cho dân lên đây chốt quả BB của mình vào, thế nó mới chất chơi. Chẳng khi 2 BB ở đấy là cho Tĩnh Như Vũ không ra ra ngoài. Những nhà ban đầu của Tĩnh Như Vũ dâng ra ngoài như là Tranh Long đốt bỏ hết rồi, chốt quả BB ở đấy, chơi kiểu đóng cửa thả ấy mà. Vâng, bắt đầu bung nhà chính đà vàng dành cho Tranh Long, tham 287 dành cho Long ở phút ở cuối phút thứ 28. Vũ thì tách được một vài con cung R ra ngoài và
ngoáy Xiang Long thôi. Cấp đào vàng dành cho game thủ Xiang Long. Xác định đánh đời 4 rồi. Ra thêm ruộng. Đây đây rồi, có dân rồi. BK. Không biết AC liệu cái luật nó là Xiang Long có xin ca nhá. Xiang Long có xin ca. Có được chơi ca thì điểm mà chưa lên 4 không nhỉ? Vâng, có thấy Xiang Long xin ca. Mà đánh Xiang theo luật Trung Quốc thì 6 phút 25 được chơi các thứ đó. AC có không? Đây cái luật giải Hà Nội Open 10 thì ở đầy 3 các cầu thủ được chơi cùng G và K thôi. Nên đầy 4 là tự do. Ừ, thanh tròi ra thì cái gì anh cũng được chơi. Có xin K từ Xiang Long. Rồi BB vào. Rồi đấy, ghi em quá. Cơ sở trên 12 giờ của Tini Vũ cũng đã bị bắn bay. 72 dân, bây giờ Xiang Long nhiều dân hơn rồi. Vũ 72 dân, Xiang Long là 75 dân. Bây giờ Xiang Long mới là người hơn Vũ 3 dân. Đây, cái gì đây? À, đóng lại nhà quần đây à? Vâng, phát hiện ra rồi. Đóng được 2A vị trí đó rồi, ít nhất là 2A. Xiang Long kích 4. À, xin hai con ca đấy, không biết có được cầu không nhỉ? Hay là xin đấy chờ sẵn thôi. Vâng, một chế trận mà cực kỳ buồn cười. Đó là cái map tí như Vũ là không... không công được. Bốn nhà bè bắt đầu vắt đều từ đầu đến cuối. Vâng, tìm nhà Vũ đóng quân, nhà quân ở bên ngoài chỗ nào Xiang Long sẽ đốt bỏ hết. Vũ cũng có đánh đời 4 không. Hai con ca kia Xiang Long xin ra để đấy thôi. Không biết là anh có được cầu không. Không sao, chờ lên 4 thì cầu nó rực rỡ. Chiến thuật đánh chốt 2 quả BB đây. Cũng thấy buồn cười rồi. Vâng, người ta gọi là đóng cửa thấy. Đóng cửa nhốt đối thủ và ở trong cái góc đấy thôi. Bây giờ thì bản đồ thuộc về Xiang Long hết. 3/4 bản đồ, hơn 3/4 bản đồ thuộc về Xiang Long hết. Đầu tiên như Vũ làm gì có cụ ở trong đấy thôi, có 1/4 thôi. Vâng xin rồi, lên 4, kích ca to. Lần bắn chặn, chặn cô 3. Chặn cô 3. Và trong đấy như cũng không có nhiều vàng đâu, nhà Xiang Long 2 bãi vàng rồi. Một bãi vàng chỗ nhà ca Xiang Long nữa. Nhà Xiang Long 2 bãi vàng, một nhà bãi vàng ở nhà ca, vị trí nhà ca ở Xiang Long nữa. Và đây là bãi vàng thứ 4. Ăn hết bãi vàng nhà ca rồi này. Như vậy là Xiang Long chiếm được 4 bãi vàng, Vũ cũng đang ở đầy 4 rồi. 2 bãi vàng nhà anh còn chưa khai thác hết. Khai thác hết 1 bãi vàng ở trên trước cửa nhà Tín Như Vũ. Chơi ca, vui quá. Ui, ở trong này làm gì có vàng mà chơi, ông Xiang Long nhốt rồi có ra ngoài đâu mà. À, đây đây, bịt lại ngay anh ơi, bịt lại ngay. Không cho đối thủ ra ngoài. Vâng, ca luôn đấy. Ca to của AC. Bịt tiếp vào, bịt hai cái BB vào. Đánh mình là đánh kiểu nhốt đối thủ vào. Nhà có đẹp đến mấy, có cụm thì cũng chết tôi. Tất cả giáp cho cụm luôn. Có lẽ Xiang Long sợ một tình huống đó là tính cu cũng thủ ca bên trong và cầu ra bên ngoài. Vâng, ui rồi ca. Có lẽ trận này Xiang Long sẽ sóc ca như sóc dân. Một tình huống mà Xiang Long sẽ trâu ca. Đúng như thế ca cộng. Bốn nhà A thôi, không thể tăng nhà A. Đây là vị trí nhà quân của Tiến Như Vũ. Ông cứ rình ông đóng lại nhà quân ở vị trí đó. Bản đồ thì về Xiang Long hết rồi, nâng cấp đà vàng 2. Có cả ca từ Tiến Như Vũ. Hai con ca to. Vâng, rồi.
nhiều đấy, nhiều đấy, đúng con. Nhưng mà xe long cung của anh có giáp rồi, ca cẩu thì cũng đỡ được đôi ba phân. Và 161 của xe long, úi rồi, ca trực cờ trực trời trực cửa, sóc ca như sóc dân, sóc ca đều như sóc dân đấy, úi rồi thôi. Sóc dân có khi không đều bằng sóc mấy con ca này. Tôi thấy nhà hai con mấy con lận ca của tính như vũ thì gần như là lưng cả đào đá. Úi rồi, ca thân nữa à, ca thân của AC thì càng càng quá anh ơi. Anh có cần thiết phải thế không? Bản đồ thuộc về anh hết rồi, đánh cả ca thân của AC ạ. Úi rồi, sóc cung R này, sóc cung R rồi này, chơi châu ca và đánh ca thân của AC đã lên cấp đào đá rồi. Xe long là người ăn được bốn bãi vàng, một bãi vàng, hai bãi vàng nhà, bãi vàng trước cửa, như là xe long đóng ca đấy. Như vậy em nổ mất cái BM và đóng lại cái BM ở lưng đào đá hai. Đào đá 2 để mà nâng cấp cái công nghệ ca thần, bắt đầu tăng thêm nhà. Cũng đang điều ca là cũng cực kỳ khép. Ui rồi, bãi vàng này thơm quá. Còn sóc cung R thôi để mà vàng để sóc ca. Thủ thuật cực kỳ khám lọ, chứ có phải nói mát của tôi cũng cũng khám. Ủa đấy, lại chốt lại vào ngay, ca cẩu từ ngoài vào trong được. Ui rồi, sóc ca như sóc dân. Là 2-0 dành cho cầu thủ Sang Long một trận đi đấu. Gọi đóng cửa thả chó. 113 dân của Sang Long. Không ngồi một map dị thật, không điểm yếu luôn ạ. Nhưng đồng nghĩa việc mà đói đồ và phát triển cũng kém đấy từ tế nhiệm vụ. May anh có một, cũng có những cái cơ sở bên ngoài, cũng chạy ra đây bên ngoài, chứ không kín mít ở đấy thì một trận đi đấu rất thú vị. Không để xe long lên gắn ca thân lên cho nó vui. Mấy sư gần rồi. KIC thì cũng thủ dạng là ca đều. Trấn chỉ vào được cái gì? Tỷ số là 2-0. Vậy Sang Long đã đúc cuối 200 nhân dân tệ rồi. Chúng ta chờ đợi đến với trận hiếu thứ 3 trong kèo. À, gáy ngay được. Còn trận thứ 3 nào. Có buồn cười. Còn trận thiếu thứ 3. Tên Vũ liệu có gỡ không? Anh còn 3 trận để mà gỡ. Sẽ lòng đút túi 200 rồi. Tên Vũ chưa được gái trăm nào cả. Trận thiếu thứ 3. Đây là quà của Sang Long, quà 6 thôi. Anh em nhớ cho tên like nha. Liệu Vũ có gỡ không? Anh bảo không thèm gỡ. Thế thì Sang Long lại đút túi rồi. Có voi dành cho Sang Long. Liệu phải đôi voi? Vâng, một đôi. Tôi thấy nó gật gù đấy kia thì rất có thể là đôi voi. Đây là một cánh rừng thông rồi. Để nha, thăm phụ thuê bảo là xô ra cái chính trị. Vua này cũng đen. Vua này chính là đen với map. Trận đầu tiên là không lên được đời. Trận thiếu thứ hai thì gặp một map quá dị đi. Gặp map đấy thì chịu. Map kín như bưng. Xe
Thằng Long anh còn, vâng anh còn nhốt ở trong cái góc đây. Trận chiều thứ ba này có vẻ, vâng nhưng mà vâng cũng phải nói hai trận đầu Thằng Long dò một vòng là gần như đủ đồ luôn, cực kỳ đẹp. Trận thứ đơn, trận thiếu thứ ba này thì có vẻ như là đủ ăn đói đây. Và mới thấy hai voi với quả đầu 6 thôi, chưa thấy thấy gì thêm cả, toàn rừng là rừng. Những pha cầu voi Thằng Long cực kỳ đau tim. May thằng dân nó không chết bởi con sư tử đó, mà cũng kéo nó về thôi, không tí để đi đấy. Vâng anh em nhớ lại, nhớ để lại những cái đợt la nha. Có thêm voi dành cho Thằng Long. Vâng, hai voi gần ông đã câu đau tim rồi. Hai voi xa này điều câu có đau tim hơn nữa không? Cảm giác mạnh không anh ơi? Vâng, để mid e dân thứ 20. Nói chung là dân thứ 20 là cái thời điểm nhạy cảm. Em có hay để mid e dân thứ 20. Dân thứ 16. Dân thứ 12 thì mình không để mid. Thế thì gì? Cái thời điểm mà cứ đang tập trung đóng được S đầu rồi thì lại đến mid E. Wow, gặp map chán đời rồi. 4 voi quả đầu. Hai con voi này ăn được S cho nó gần. Anh mà câu được về nhà chính thì thôi. Chắc là mặc định là chết dân. Ôi, hai voi ăn được S cho gần. Ở đây là thêm bầy yêu nữa rồi. Thêm bầy yêu cũng gần một cánh rừng dành cho Thằng Long. Còn cắt dần dần lên anh ơi. Rồi, map xấu phải chịu thôi. Vượt khó nào. Chờ đợi Thằng Long vượt khó. Map là không ưng ý rồi. Tám bao nhiêu đây? Vẫn thiếu một thực. Một thực. Một thực nó delay gần chục giây luôn ạ. 84x dành cho Thằng Long. Chỉ bầy yêu này về một bài mà Thằng Long này vượt khó. 4 voi một bầy yêu to lại quả đầu. Cũng phải bài lên sớm. À, sau khi lên đời lực cũng không khỏe, chỉ bán hết những con sang hiêu sang voi này, không có quả phụ. Thế nhà không phải là thế nhà quá đẹp, rất nhiều điểm yếu để mà tiện như vũ khai thác. Đây là bb của Thằng Long. Có vẻ con đường đến 500 nhân dân tệ úp hết 500 mà có vẻ gặp cản trở rồi. 500 thôi mà cũng khó. BM và BA. À à, chịu. Ui lên đời sớm thế. Mười một mười hai. Ôi hỏng rồi. Tín vua đóng A 2 ở đây rồi này. Ra bo. Là bo nè. Sẽ là có tình huống bo. Ôi cũng đóng A ngược lại thôi. Dâng A ngược lại để mà đi quản map thôi. Bỏ nhà đi. Nhà anh có cái gì đâu, ăn hết thịt hiêu thịt voi rồi. Đấy, thì trên này có quả, có hiêu này. Đóng A cao ngược lại luôn. Đưa tới trận quản bản đồ.
Còn vâng. Thà thiết gì cái thế nhà này, chết một dân khi mà sư tử. Vâng, sư tử nó cũng soi máu cho dân này sao. Cái thằng nào nó ít máu nó cắn một phát chết luôn. Thằng nhiều máu thì nó không cắn. Sư tử. Ê, sư tử đánh hơi thấy nhỉ. Thính quá nhỉ. Ồ, bánh xe rồi kìa. Ôi. Xe nào có bánh xe. Đời à, sớm hơn một tuần cung đến từ viên thủ tên nhiệm vụ. Cụ có cung tân cung đầu thì Xanh Long có bánh xe. Cụ cắt được hai cung để đi qua cái trên này đầu của viên thủ Xanh Long. Ở nhà mấy cái ruộng này tất nhiên là sẽ không an toàn rồi. Có bãi quả này mới là cơ sở làm thực chính của Xanh Long. Ở nhà vài cái ruộng vón vón ra thôi. Đây này, dân của Tĩnh Như Vũ. Cái này lùi lại một chút. Đây là dân ăn quả. Cú chết một cung. Cú đã chết một cung. Này, Xanh Long lại có số lượng này. Đấy, nhiều tay lên anh. Xanh Long vừa chết lại một cung rồi. Ở nhà, cái các cái cơ sở ở nhà của Xanh Long thì Tĩnh Như Vũ khai thác cực kỳ tốt. Không dễ để mà mút mắt mũ tầm này. Nhưng đây là thế trận quả bản đồ cũng cực kỳ ảo thôi. Xanh Long cắt một cung ra bắn bay cái bãi quả kia của thủ Tĩnh Như Vũ rồi. Này thì Xanh Long đang ăn được nhiều cung hơn, anh chết nhiều dân hơn. Bãi quả kia không bị quản thì tiếp tục là vâng, bây giờ có khi lại sóc lại dân đi. Mà thực đang nhiều. Bánh quả này quá ngon luôn. Lại dân này bỏ dân ăn quả đi, ăn gỗ thôi. Xây e, xây hùng. Bắt quân ra mà quản map. Không phải 33. Ây dồi, bãi gỗ của Tĩnh Như Vũ thậm chí có thằng nó đứng im. Không làm ăn gì cả. Thằng này vô công rồi nghề này. Ừ, vẫn ngon dành cho Xanh Long. Vẫn ngon, vẫn ngon. Bãi quả kia đúng là bãi quả định bệnh. Sau tơ này Long cũng đang để chết khá nhiều dân. Mấy cái thế trận quả mà đồ này dân quan trọng thôi. Này 30 của Xanh Long. Có lại một chiếc nhà ép ở trên này. Nhà của Xanh Long đang bị đứng đốt bỏ. Đó là cái nhà điều kiện. Này đau tim đây khi mà game của Xanh Long là còn 29. Vâng, ăn hết bãi quả, đúng là một bãi quả định mệnh. Tĩnh Vũ vừa sử dụng skill vẩy E, Xanh Long vẫn thoát được. Thế nó quá rộng để anh vẩy. Rồi, dốc này thì quá cao và quá khó anh cho Vũ. Vũ lại có tên sau ấy to hơn. Đây có vẻ như các cái thủ họ đánh quá đau tim, nó kèn cựa nhau từ tí một, chứ trận đầu ra trận đầu là Tĩnh Như Vũ đen thôi. Còn trận chiều thứ hai cũng phải mất đến 40 mấy phút trong game, phải lôi nhau đánh đời 4 thì mới giải quyết được điều này. À, một trận thiếu quả bản đồ. Tĩnh Như Vũ có cơ sở trên đỉnh 12 giờ, góc 11 đến 12 giờ.
Thiên Long đang muốn lừa mà tôi đang giả vờ đấu đấu tôi này. Vai của cái thủ Tiên Vũ vẫn đang nhỉnh nhỉnh hơn so với cái thủ Thiên Long. Đây rồi, khoanh ruộng này, giả vờ đấu cung để ăn lại khoanh ruộng này. Khoanh ruộng trên đỉnh 12 giờ rồi, Vũ để quên. Vâng, có 5 dân 5 cái ruộng thôi mà Vũ để quên. Nhưng anh quá mải mê điều cung. Rất có thể đó là 5 thằng dân mấu chốt giúp cho Thiên Long lật kèo đấy. Lợi thế lên đời sớm hơn hẳn một tên cung. Thì dân Nga cái thủ thì là bài vớ vẩn thôi. Mà lại để thua thì quá đau. Hôm nay Thiên Long chấp nhận, chấp nhận mất một đạo cung để tiếp tục đánh vào dân của cái thủ Tiên Như Vũ. Vâng, anh cứ vâng bắn chết hết dân ruộng này. Cảm thấy phản ứng của Tiên Như Vũ là cực kỳ chậm. Vũ đang quản hay. Soi lại tham à. Ui, 6-4 dành cho Tiên Vũ. Tờ này thôi sao, số sẽ được du đoán chừng là 1-2 thôi. Tỷ số là 1-2. Tờ này không chạy được. Tỷ số là 2-1. Vũ gỡ được một trận và chúc mừng anh với 100 tệ đầu tiên. Vâng, có quà ở góc 3 giờ 12 giờ cũng có, ở nhà cũng có. Vũ đánh quản map là hay hơn. Tất nhiên trận này Thiên Long là người lên đời muộn hơn, cái bất lợi của anh. 2-1. Chờ đợi đến với cả trận thiếu tiếp theo là trận thi đấu thứ tư. Vậy chúng ta chỉ còn 2 trận nữa thôi. Xin phép hảo, hình ra liền vào. Vẫn chỉ còn là 200 nữa thôi. Đấy. Chỉ còn 200 trên diện tệ nữa thôi. Ai là người mút 200? Hay là sẽ là chia đôi? Chia đôi sẽ lòng lãi nhá. Thiên Long đã úp túi 200 rồi mà. Và chia đôi mỗi người 100 hai trận còn lại. Thiên Long là người nhiều hơn. Trận thi đấu thứ tư. Quả là quả 7 rồi, góc 3 giờ. Góc 3 giờ thì lại là một cái góc là góc chết của các huyền thoại. Khi đã đẹp thì nó đẹp lắm. Thì đã xấu thì nó xấu dã man. Xấu vô nhân đạo luôn. Có voi dành cho Long. Có thể biến những con voi thành con hươu thôi được không? Ra có voi thì nó tin lắm. Lại thêm voi. Voi kia xa lắm. Sẽ dò xe Long đẩy thải. À đây là hươu đây rồi. Đây là hươu đầu. Thì gỗ đầu hơi xa. Rất mong anh em hãy cho tên like. Và đừng quên là nút đăng ký kênh. Bật chuông thông báo. Có vẻ như vẫn có tầm khoảng hơn 60% anh em đang xem mà lại chưa đăng ký kênh. Mong anh em đăng ký kênh. Để không bỏ lỡ các trận thiếu hay như thế này. Trận thiếu sát phạt nhau như thế này. Đang ngoài cũng đã có thêm quả phụ dành cho Thiên Long rồi. Vâng, còn hiểu chết hơi xa. Còn khác thì Thiên Long sẽ tỉ mỉ hơn. Alamon, 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 Alam
Vâng, xe giò 2, xe giò đẩy rất công suất. Chưa thấy mất bóng ở đâu nhỉ? Thế thấy ông Tư Vũ ở đâu? Ở trên màn 8 giờ chăng? Hai xe giò vẫn chưa mất bóng. Con kia đi một được vòng góc 9 giờ, vòng lên 12 giờ, đó là vòng về rồi. Con xe giò thứ hai đâm xuống 6 giờ, chưa thấy gì cả. Có thể thấy Vũ ở 8 giờ. Không lẽ Vũ tàng hình trên cái bản đồ này? Đệ dị quá. Đúng rồi, để cứ đẩy xe giò đi anh. Với 27 dân. Ở đây cái chỗ con voi này gần hơn này anh, gần rừng luôn. Tí cầu hai con voi kia về là cũng gần. Mà những giờ đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây dân chuẩn rồi. Có xác voi kia lại còn phí sư tử ở đấy rồi. 26 dân dành cho Vũ thôi. Về bể đấy luôn. Trong ác dân luôn. Ở mạng 8 đến 9 giờ. Đẩy xe giò đi tìm mãi không thấy. Giò có 19% thôi, xem lòng là 32%. Yeah, và đây BM. Vâng, 13-16 dành cho game thủ Sáng Lòng, 12-8 dân. Cầu hai con voi này không về nhanh không mất. Bây giờ thì muộn, chỉ có uống nước đục thôi. Hai con voi này có khi thì Vũ cũng đã biết. Rất có thể là vâng, ken cựa nhau từng con voi đấy. Sáng Lòng thì không phải tay cờ một cầu hai voi quá tốt. Câu một con về một thôi, con người có tuổi rồi. Nên đu với idol giới trẻ làm gì. Có bãi quả trên này nữa. Thoải mái mà trời. Nam A trong tầm tay. Gỗ dù nên là hơi hơi yếu. Đã có công nghệ chặt gỗ rồi. Vũ nào phát hiện Sen Long đi dâng A. Ồ, nhìn Vũ lên đời muộn hơn Sen Long nha. 26 dân lên đời. Cũng phải nói Sen Long ép đời tốt trận này. 27 dân một kích 10-30 mấy thôi. Mà ép tốt của game thủ Sáng Long. À, dứt điểm à. Dứt điểm à. Nào lên đời sớm hơn thôi, nhưng không lên đời sớm hơn quá nhiều. Ở nhà Tín Vũ. Vũ có lẽ đóng lại nhà cao hơn rồi, đưa về thế trận quản bản đồ giống trận trước rồi. Giống trận thi đấu ở trận thi đấu thứ 3. Sáng Long lợi thế anh có cung trước, anh sẽ bắn trước. Chết 3 dân trong tình huống này, cũng để quên dân mất rồi. Vừa mới có tơn đầu thì phải cái con vâng, bây giờ Vũ ấy bắn Sáng Lòng. Vừa thiệt mất một con ở nhà điều kiện.
khi anh mới chỉ bắn được Xanh Long 1-2 dân thôi, một dân lợi thế hoàn toàn thuộc về Xanh Long rồi. Đây mấy cái ruộng này bắn lốt đi anh, mấy cái ruộng này Tiên Vũ không chạy, Tiên Vũ sai lầm đấy. Rồi bắn bay hết các cơ sở làm thực của nguyên thủ Tiên Vũ đi, trong khi Xanh Long thì cái bãi quà trong góc 1 giờ kia Vũ chưa biết đánh rừng nó cũng đang báo hại nguyên thủ Tiên Vũ. Nay không thắng thì trận nào thắng nữa. Xanh Long vừa chết lại hai cung nhưng không xi nhê gì. Này Tiên Vũ đang điều quân là rất tốt, vị trí mà Vũ có dốc. Nhớ Xanh Long, nhà Xanh Long ngay gần đó thôi. 43 dành cho anh Long, cánh rừng này sắp hết rồi. Ở đây đây đây, khá mà Xanh Long có khả năng phỉ. Tôi nói giả vừa đấu và về bắt đạo dân này thì vô quýt. Kỹ năng về với cái kỹ năng mà Xanh Long làm không hề tốt chút nào cả. Vui thì anh vầy pha và chắc chắn là vầy ngon thì anh mới vầy, thường anh không phải e tơ rồi. Yes. Nhiều tay lắm, tỷ số là 3-1 dành cho cái thủ Xanh Long. Vâng, đút túi 300 rồi, trận điều cuối cùng nào. Thứ ý có chẳng mà hãy mới lá hoàn đó. Điều cuối cùng trong kèo solo AC. Bộ... Bình gai à. Thật sự sáng nhanh khai chuyển mà. Chắc chắn Xanh Long đã thắng. Vì mà chỉ còn một trận nữa thôi, thì Vũ không thắng được kèo này. Nhưng Xanh Long vẫn sẽ cố tiếp ở trận ghế cuối cùng, trị giá 100 nhân dân tệ. Chờ đợi anh Long nào. Trước thì Vũ là người làm khổ Xanh Long, bài Vũ lên đời sớm hơn. Trận này Xanh Long lên đời sớm hơn. Và anh làm quá tốt. Chờ đợi trận thiếu cuối cùng. Vâng, trận chiều cuối cùng Xanh Long thì đã đút túi 300 nhân dân tệ rồi, mà chắc chắn là anh sẽ là người chiến thắng chung cuộc. Sau kể cả bất kể là trận này anh có thua thì anh vẫn thắng 3-2. Nhưng mà anh sẽ tiếp tục 100 nữa. Vâng, đút túi 300 thì chưa ấm túi 400 cơ. À, liệu anh có được 400 hay không? Vũ đầu gần quả đầu 7. Rất tiếc là không thể đóng được BG đẹp nhất có thể. Đóng ở giữa kìa. Thôi không sao, có voi, có đại bài. Đấy, có cả rừng thông rồi. À rừng già, một cái rừng già của Vũ Xanh Long đút túi 400 à. Trận đấu mọi người đang xem được phát trên kênh YouTube Xanh Long AOE. Rất mong anh em bỏ ra một vài giây ấn like video. Và ai đăng ký kênh có thể nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để xem các chương trình live stream vào mỗi buổi tối hàng ngày, cũng như các clip trận đấu hay của Xanh Long. Thêm bài hiêu nữa, bài hai hiêu, một voi, một quả. Rừng khá ổn. Rừng khá ổn với một rừng gà, một rừng thông gần. Chỗ này có con vực ký luôn không? Không, con vực có thêm một cánh rừng dừa. Vực đó hơi ngắn. Thời điểm gần đây Tiên Vũ đã nổi lên là một tay cơ mà có thể coi lại là sát vua. Thì anh cũng
Thậm chí Thiên Vũ đã thắng game thủ chim sẻ tỷ số rất đậm trong tỷ số kèo AC với tỷ số 4-0. Thắng Sinh Lòng khá nhiều, không dễ dàng để mà Thiên Vũ dễ bắt nạt đâu. Trước thì Sinh Lòng bắt nạt Thiên Vũ, nhưng bây giờ thì Thiên Vũ bật rồi, bật lại ngay. Hôm nay thì đụng đến một kèo thi đấu cũng may rồi, đánh có 5 trận thôi, mỗi trận thi đấu ấy được mà bằng tiền thưởng cũng khá cao. Để nếu biết thì khi đánh một kèo chạm 4 thắng chỉ được 200 nhân dân tệ, nhưng mà đánh quả kèo 5 trận này, đánh 3 trận đã được 300 rồi. Rất có thể sẽ làm cái cố lốt trận thứ cuối cùng này để mà bằng 400 nhân dân tệ thì bằng 2 kèo chạm 4 bình thường, 2 kèo bình thường chạm 4 ấy được có 200 cho một cho người thắng. Trong khi đánh kèo này thắng 4 trận đã bằng 2 kèo chạm 4 rồi. Thơm. Nhưng mà cũng phải chờ đợi bài vở của game thủ Tiến Đi Vũ đã. Nhưng đây là bài mà Sinh Long không có quả phụ. Đã đóng một chữ S để mã đây. Như vậy là quả phụ ở tít trên đấy cơ. Mã quả tít ở gần với vị trí góc 1 giờ. Và có thêm bãi quả nữa. Xe giò vừa tìm ra. Vũ là 27 dân. Cả hai đều là 27. Có vẻ lòng giò rộng hơn. Về mút thêm 100 nhân dân tệ. Có nhai đấy. Việc ăn thêm 2 bẹ quả thì lại lên đời Sang Long để cơ cấu. Mình khỏe nè mà. Chưa đủ gỗ. Đóng 1 S sau đó lại đóng 2 cái BG. Đội gỗ Sinh Lòng chẳng ép đội lòi rồi. Mà 11-08 thì vẫn là cái gì đó mà không phải là quá ấy. Đấu trường của em được gọi là vẫn là gọi ép tốt. Cái đấu trường này đấu trường top 1 này. Bằng đó mới là chiếc nhà bếp thứ 3 của Sinh Long. Chiếc nhà bếp thứ 3 để bán gỗ. Lên đời 2 là bằng nhau, nhưng lên đời 3 khả năng cao là Vũ lên đời sớm hơn. Cũng là bài 27 dân cộng 1. Vâng, xin nhẹ 100 dân tệ nữa được không? Đúng là vui lên đời sớm hơn rồi. Sinh Long kích vâng, kích lỗi mà. Là gỗ dù đến không đủ. Lỗi gỗ. Gỗ rồi lên cũng không khỏe mà Sinh Long vã 5A 4A. Đồ ăn được quá xa. Đây rồi, Tỷ Như Vũ ở vị trí góc 8 giờ. Xe giò đã phát hiện ra. Bấy nhiêu kia trên đường không ăn.
đẩy lên trên kia vì xe lăn trước đó đã ăn một bầy yêu ở. Ui rồi xe lăn rồi, may chưa đi tân cùng, may chưa đi tân cùng đầu và tân cùng đầu ở cái buổi thi vũ chỉ là 4 con thôi với Eva. Vậy vào cứu lại 100 nhân dân tệ nào, cứ tạm thời là ăn được bay rồi xem nào. Ba mau nghe, anh chưa được ăn được dân. Vũ đã có tên hai đút thẳng vào trong nhà chính của Trang Long rồi. Tiếp tục là ngoái dân ruộng. Đút cái tên kia ra ngoài. Trang Long bắt đầu chết dân. Mới chỉ chết 1 dân thôi. Khi Trang Long chưa mút được cái gì của tên được Vũ cả. Tiếp tục những pha về nhưng nó cái độ hiệu quả nó cực kỳ thấp. Vũ ăn được 4 móng nghe cộng thêm với 1 sắc dân, cộng thêm 1 thằng dân. Nhớ đây là bài mà cái rủi Trắng Long đánh 4A. À này là pha tĩnh Vũ công thẳng mặt nha. Phải Trắng Long vẫn đang thủ dẻo, sức lượng quân là ngang ngang nhau thôi. Đấy rồi, không thể gì. Vâng, về được cái chứ. Pha về chất lượng đấy chứ. Rồi, thì như Vũ không công được, thì như Vũ rút lui. Nhưng liệu Vũ đã có Vũ 2 để mà tăng Nga chưa? Đó là câu chuyện. Khi mà Trang Long thì chắc chắn là cái Vũ 2 của anh thì trận này không có. Tập trung bắt 4A thôi. Rồi thì những cái đồ ăn hoang cũng đã hết. Hôm nay 58/80 dành cho Trang Long. Thời điểm trước anh nên như Vũ là hơi húng ở nhà. Và Vũ đang trực chờ lại một tên nữa này. Chờ đợi màn vượt khó của Trang Long là cấp Go 2 dành cho anh Trang Long và tăng chiếc nhà bia thứ 5. Rất có thể Tê Vũ đã qua 6 rồi. Bài 4A lên cấp Go 2 sớm và chủ động sẽ tăng A sớm sau khi bị bắt, sau khi thiệt hơn để pha đấu cùng nhà ở Trang Long. Chỉ lòng giả vờ để mà gần phản công thì cái Vũ đang đốt nhà không vào được. Tỷ số là 35/40 của Long đấu mà không vào được nhà tiên như Vũ, bị tiên như Vũ ép rồi. Trong cuộc Sinh Long vẫn giành chiến thắng với tỷ số 3-2 nhưng anh không mút được 400 và cũng không mút được 500. 300 dành cho Trang Long và 200 dành cho Tĩnh Nhiệm Vũ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả anh em. Hẹn gặp anh em vào kèo thi đấu sau.